Xin chào quý khách quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm video clip mới nhất. Hôm nay đang là buổi sáng ngày 21 tháng 2 năm 2023. Chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ của gia đình anh Nam tại Thanh Liêm, Hà Nam để bàn giao nốt phần đồ thờ còn lại, đó là câu đối và chữ phúc. Trong Tết thì chúng tôi đã bàn giao đó là hoành phi và ban thờ gia tiên. Một ngôi nhà thờ rất đẹp, ngôi nhà thờ ba gian, cột bê tông giả gỗ và toàn bộ cánh cửa được làm bằng gỗ lim. Một ngôi nhà thờ rất là ấm cúng và khang trang, sạch sẽ, đã được gia đình khởi công từ ngày 10 tháng 8 năm Nhâm Dần và hoàn thành ngày 15 tháng 12 năm Nhâm Dần, và đã được cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành bàn giao và lắp đặt toàn bộ cái không gian chính giữa, không gian của phòng thờ. Đó là gồm một ban thờ như ý, chân 14, dài 2m17, sâu 1m07 và cao 1m17. Và tiếp theo đây là chúng tôi bàn giao nốt phần còn lại, đó là câu đối lòng mo đường kính 27. Câu đối dài 2m17, đường kính 27 và dày 5 phân. Đi kèm với đó là bức đại tự dài 2m17, rộng 67, ván dày 3 phân, khung tranh dày 7 phân đã được chúng tôi lắp trong Tết. Và hôm nay chúng tôi lại rất là vinh dự khi được trở lại tham quan nhà thờ một lần nữa để bàn giao lắp đặt vào đúng vị trí không gian phòng thờ một đôi câu đối lòng mo đường kính 27 cm, dày 5 phân, điêu khắc với nội dung tổ tông công đức thiên niên thịnh. Ý nói là tổ tiên của chúng ta có nhiều công đức, mong cho muôn đời được thịnh vượng. Và cột thì là cột bê tông giả gỗ. Và sau đây thì là câu đối thì được làm bằng chất liệu gỗ gụ Lào, một loại chất liệu gỗ rất là bền bỉ trong quy trình chúng ta sử dụng hàng năm. Những người thợ đang bắt các cái phần vít ở phía dưới câu đối để tránh xê dịch, đảm bảo an toàn cho quy trình quý khách hàng sử dụng các sản phẩm đồ thờ. Đối với vế phải thì vế trái là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Chữ Hán Nôm có phụ đề tiếng Việt, đã được hoàn thiện phun PU bóng mờ, cánh dán sáng, phun bóng mờ 50, giữ nguyên vân gỗ và toàn bộ là chất liệu gỗ gụ. Ban thờ gia tiên, tam sơn để bát hương, hoành phi câu đối lòng mo. Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn quý khách hàng trên toàn quốc đã tin tưởng đặt hàng online. Chúng tôi sẽ làm hết tầm và làm về tâm để phục vụ quý khách trên toàn quốc được sở hữu các bộ sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ được đẹp nhất. Đây là không gian phòng thờ gia tiên với ba bát hương để trên tam sơn và bộ đỉnh đồng ngũ sự, đi kèm với bộ đồ thờ đồ gỗ là hoành phi câu đối ban thờ gia tiên tam sơn. Và gia đình có sắm thêm đó là một chữ phúc treo ở chính giữa phía dưới bức hoành phi. Thì trên mình quý vị và các bạn đang xem, đây chính là chủ nhân, đó là gia đình anh Nam. Đây là ngôi nhà thờ của mấy anh em tập trung xây lại và sắm sửa đồ thờ cũng là chung. Và gia đình anh Nam có cúng tiến thêm đó là một chữ phúc. Chữ phúc với ý nghĩa là mong muốn trong cuộc sống được may mắn, hạnh phúc, đủ đầy, mọi điều tốt đẹp đến với gia đình. Chữ phúc này được làm với kích thước là vuông 75 cm. Chữ cũng được thêu vàng, đó là chữ Hán Nôm. Mà trong video clip trước thì cơ sở đã quay chi tiết tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách cần mua sắm các bộ sản phẩm đồ thờ cúng như thế này, liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Đây là toàn cảnh không gian phòng thờ mà chúng tôi đã lắp đặt xong. Hẹn gặp lại quý khách trong video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.